Chi dân bất ngờ đăng ảnh nhập viện, thần sắc vẫn ổn, nhưng thời gian ở bệnh viện khiến fan lo lắng. Mới đây, chi dân khiến fan vô cùng lo lắng khi bất ngờ đăng tải khoảnh khắc đang ở bệnh viện. Dựa vào hình ảnh được chia sẻ có thể thấy, dù khuôn mặt trông gầy gò hơn hẳn, nhưng chi dân vẫn tỏ ra rất lạc quan và tươi tắn. Đáng chú ý, chi dân cho biết anh đã nhập viện rất lâu và đang rất mong ngày được cho ra viện. Theo dõi trang cá nhân có thể thấy, chi dân đã chia sẻ khoảnh khắc nhúng nhảy lầy lội trong phòng bệnh. Nhiều người cho rằng đây có thể là thời gian anh bắt đầu nhập viện. Như vậy đến hiện tại nam ca sĩ đã lưu lại bệnh viện để chữa trị trong hơn 2 tuần. Do thời gian nhập viện kéo dài nên netizen càng thêm hoang mang và lo lắng không biết anh đang gặp vấn đề gì. Hiện chúng tôi vẫn đang liên lạc với chi dân để tìm hiểu tình hình về nam ca sĩ.